Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Dự và tham gia hiến máu có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Để đảm bảo an toàn cho 320 cán bộ công chức người lao động đến hiến máu, ban tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khai báo y tế, khám sàng lọc. Kết quả đã thu được 254 đơn vị máu. Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện, giúp cán bộ công chức người lao động, đoàn viên công đoàn thấy được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, thể hiện nét đẹp truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua nhân ái, tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, hưởng ứng chiến dịch những giọt máu hồng năm 2020.